Chào mọi người, mình là Thủy. Hôm nay các bạn sẽ cùng học tiếng Anh qua bài hát với Thủy nha. Và bài hát ngày hôm nay là một bài hát mà thể hiện nguyện vọng của rất nhiều bạn. Đó là bài hát Bad Liars, là gì ta? Anh là kẻ nói xấu. Yeah, ok. Vì sao Thủy lại nói cái tựa đề như vậy? Thì bởi vì cái nội dung của bài hát nó khá là hay và nó rất là tình cảm. Bây giờ các bạn hãy cùng coi với Thủy và cùng học với Thủy nha. Và hôm nay sẽ có một bất ngờ ở phần cuối clip. Các bạn nhớ đón xem ở phần cuối clip nhé. Cảm ơn mọi người. Đã sẵn chưa? Cùng bắt đầu với Thủy nha. Chào các bạn ha, mình là Thủy, founder của Kiss English. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng học với Thủy bài hát Bad Liars. Đây là một bài hát mà Thủy nhận được rất là nhiều những yêu cầu của các bạn. Và các bạn sẽ hay nói Thủy là cô ơi làm bài này đi từ rất lâu rồi, nhưng mà Thủy chưa có cơ hội, chưa có dịp, chưa có thời gian, chưa có sức lực để làm. Và ngày hôm nay Thủy gọi là đã dành thời gian ra để quay clip, để mà cùng với mọi người học tiếng Anh qua bài hát mỗi tối. Và Thủy hy vọng những nỗ lực và những cái gọi là công sức của mình bây giờ sẽ một phần nào đó giúp cho bạn hiểu được tiếng Anh hơn, và đồng thời giúp cho bạn cũng có thêm một cái gì đó trong cái vốn âm nhạc của mình, để sau này có cua gái hay là cua trai hay thậm chí là hát cho con của mình thì nó cũng ok hết cả. Rồi, sẵn sàng chưa? Cùng học với Thủy nha. Alright, và vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ học phần bài hát, các bạn sẽ nghe bài hát trước, sẽ dịch nghĩa, và cuối cùng là mình sẽ cùng tập phần phiên âm với nhau trước khi mình hát chung với nhau. Đấy là những cái bước nhất định. Và bạn nào lần đầu tiên coi clip này thì đừng quên nhấn subscribe kênh của Thủy. Và những ai mà đã coi clip này nhiều rồi, các bạn nhớ giúp Thủy like và share clip này để nhiều người cùng biết đến kênh của Thủy nha. Có nhiều bạn bảo là sao cần like kênh hay mà ít subscribe quá. Thì nói chung là nhờ các bạn hết á. Rồi, cảm ơn mọi người, không nói nhiều nữa, học nha. Yo. Hush, my dear, it's been a difficult year, and tears don't pray on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. Okay, bài hát này có tên là Bad Liars. Bad ở đây có nghĩa là tồi tệ, là dở. Và liar là người nói dối. Và ở đây á, các bạn có thể tìm hiểu dịch nhiều khác nhau. Ví dụ như là kẻ nói dối dở, kẻ nói dối tệ, hoặc là một người nói dối xấu xa. Nhưng mà riêng cái cá nhân của Thủy, và sau khi mà một cái công đoạn gọi là ngồi tìm hiểu cái nội dung, cái ý nghĩa của bài hát này là gì, thì sao Thủy mới biết đây á, bad liars có nghĩa là một kẻ nói dối dễ. Ok ha. Rồi, tức là anh chàng này rất yêu cô gái này, nhưng mà không thể nào làm được những như cái người con gái này mong muốn, cho nên là anh đã cố gắng nói những điều hoa mỹ, nhưng cuối cùng thì để cô gái này tin, nhưng mà thật ra là anh không thể nào làm được chuyện đó, và anh tự nhận mình là một kẻ nói dối dở ẹt, không thể nào nói dối để mà cô ấy ngừng yêu của anh ấy được. Rồi, sẵn sàng chưa? Cùng học với Thủy nha. Oh hush, my dear, it's been a difficult year, and terrors all prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Rồi, oh hush, my dear. Ở đây các bạn để ý nha. Hush, shh, shh. Nó giống như tiếng sụt sụt của mình vậy đó. Oh hush. Các bạn nếu mà các bạn trai hoặc các bạn coi nhiều phim, hush, hush. Ok ha. Có nghĩa là bình tĩnh, đứng im lại, bình tĩnh lại, giữ yên lặng lại, calm down lại. Thì nó cũng nghĩa là từ hush. Oh hush, my dear. Bình tĩnh lại nào, tình yêu của anh. It's been a difficult year. Là vậy ta. À, một năm qua thật sự là một năm vô cùng khó khăn. A difficult year. Alright. And terrorists don't prey on innocent victims. Ở đây mình học một từ rất hay nha. Cái câu này thật ra mọi người cũng không cần phải quan tâm lắm đâu. Nhưng mà có một từ rất hay mọi người có thể để học được. Đó chính là từ innocent. Nhìn ví dụ nhìn Thủy đi ha. Thôi, lấy Thủy thì hơi kỳ. Thôi cho Thủy cũng được. À, Thủy hay là Nghi Du đi ha. Có một khuôn mặt rất là innocent. Có nghĩa là gì ta? Mặt rất là ngây thơ trong sáng. Các em bé mà có khuôn mặt innocent là những cái em bé mà có khuôn mặt ngây thơ trong sáng vô sự tội. Ví dụ như vậy ha. Các bạn nhớ nhầm Thủy cái từ innocent này nha. Innocent là ngây thơ trong sáng. Rồi, thì ở đây mình hiểu nôm na dịch thoát như đi ha. Và gì ta? Terrorists don't prey on. Prey giống như là săn mồi vậy đó. Innocent victim. Và những kẻ xấu và những cái điều xấu xa nó sẽ không bao giờ rình rập. Cái này thì dịch thoát nghĩa cho hay thôi nha. Chứ còn lại những từ này thì nghĩ trong lời tiết đời sống hàng ngày mình không xài, mình bỏ qua đi ha. Rồi, và những điều xấu xa không có rình rập. Nhưng những điều xấu xa không bao giờ rình rập những người tốt đâu. Những điều xấu xa không bao giờ rình rập những cái người mà những cái victim là nạn nhân, những nạn nhân vô tội đâu. Ý ảnh ở đây là gì ta? Nếu mà các bạn hiểu nguyên văn của bài hát này thì đây là một bài hát mà anh chàng ảnh sáng tác cho vợ của mình, và ảnh nối tiếp được một cuộc hôn nhân mà không được hạnh phúc. Đại loại là ảnh thấy là ảnh nói với là em à, năm qua mình cưới nhau chắc là một năm khó khăn lắm đây ha. Sau đó ảnh nói tiếp
Nhưng mà không có phải ngẫu nhiên mà mọi cái điều xấu xa nó lại bắt lấy những cái người vô tội đâu. Tức là không phải là em là một cái tức là em đáng là phải bị cực khổ như vậy đó. Ý ảnh tôi muốn nói là như vậy nha. Tức là không phải ngẫu nhiên mà những cái cảnh sẽ xấu tấn công những người vô tội đâu. Nói chung là em có tội nữa đó. Các bạn sẽ tìm thấy những cái version khác của bài hát này mà nó hơi có nghĩa rất là mất mát, nhưng mà Thủy thì Thủy lấy cái bản gốc luôn ha. Ý là trust me darling, trust me darling, tin anh đi em, tin anh đi em. Rồi ok, ở đây mình coi một vài dạy phát âm nha. Đầu tiên là ô ô, có một số bạn lớp nhân tạo giao tiếp thì các bạn là ô ô, trời ơi kiếm sang mình sẽ là ô ô. Cái thứ hai là từ hush, âm đu của nó là âm sh nha mọi nha. Thấy cái sh thì thường âm đu sẽ là âm sh, và mình sẽ là oh hush my dear. Oh hush my dear, it's been a difficult year. Nó là một năm vô cùng khó khăn. It's been a difficult year. Ở đây các bạn để ý cái chữ difficult nó cũng khá là hay ha. Có một số bạn đọc là difficult, difficult hoặc difficult, difficult. Nó có câu và nó cần ở đây ha. Nó là âm ơ và âm l. Các bạn để ý nha. Cold, cold, difficult, difficult, difficult. Tuyệt đối difficult, no, difficult, difficult. Đấy chưa? Úi trà nè ơi. Difficult, alright. Oh hush my dear, it's been, it's, ở đây là it's been a difficult year. And terrors don't prey on innocent victims, right? Trust me, ở đây các bạn để ý giùm Thủy cái chữ này ha. Trust, âm này là âm tra, tra, tra. Và mình sẽ là trust, trust. Không đọc là chết chết nha. Cái này thì nói rất nhiều từ trước đến giờ trong những cái livestream trước thì dọc tiếng Anh của bài hát cũng như là khóa học phát âm của Thủy thì đã nói rất nhiều cho các bạn rồi ha. Mình sẽ là Ngọc Trinh, no, mình sẽ là Ngọc Trinh, Trinh, Trinh. Nó là âm t và chữ r kết hợp, nó sẽ là tr, tr, tr. Cái này chỉ qua rồi nha. Ví dụ như là tôi đang cặp bồ với Ngọc Trinh hay là Bách Trump. Ok, rồi trust me ha. Trust me darling, trust me darling. Ok, dễ nha. Rồi terrors, terrors và innocent, victim. Ở đây các bạn để ý cái chữ victim, nạn nhân này ha. Tất cả đều là âm yên ngắn, cho nên gọi là victim, victim, victim gì ha. Nó không phải là vic, mà nó sẽ là âm e. Âm e này là âm e lạnh lùng ha. Mình sẽ là e, e, v, vic, victim, victim, victim. Nói chung là hy vọng là mọi người coi miết, mọi người cũng sẽ biết cách phát âm ha. Rồi ok, còn tờ gì nữa không ta? Hết rồi, bây giờ mình sẽ cùng coi với Thủy nha. Nhớ là trust, âm e, 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 trust. Đừng có chớt chớt, ok? Rồi, vô nha, nghe lại nha, go. Hush my dear, it's been a difficult year. Đi ngang giai điệu nha. Da 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 da. Oh hush my dear, it's been a difficult year. Được không mọi người? Oh hush my dear, it's been a difficult year. Rồi, được nha, tiếp nha. And terrors don't prey on innocent victims. Rồi ha. And terrors của hát là and terrors don't prey. Mình đọc nối âm thành âm ông phía sau luôn ha. Nhưng mà thôi mình cứ and terrors don't prey on innocent victims. And terrors don't prey on innocent victim. Rồi nghe lại đi, tự nhiên rớt rồi này. Yeah. Difficult year and terrors don't prey on innocent victim. Đó, hát được, hát được. And terrors don't prey on innocent victim. Tiếp theo nha. Trust me darling, trust me darling. Da 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 da. Đã được không? Trust me darling, trust me darling. Dễ ha. Rồi đi lại phát cuối nha. Go. Oh hush my dear, it's been a difficult year. And terrors don't prey on innocent victims. Trust me darling, trust me darling. Ok, version thì chọn nó hơi hơi chậm chậm chút xíu nha. Tiếp ha, go. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears.
tears. Trust me, darling. Trust me, darling. Rồi, ok. Cô nói như, anh nói như sao ha? It's been a loveless year. Đã là năm vừa rồi là một năm không có tình yêu. I'm a man. Anh là một người đàn ông có ba nỗi sợ. Three fears. Ở đây mình học fear là danh từ, có nghĩa là nỗi sợ mọi người ha. Đầu tiên là integrity. Integrity các bạn hiểu nôm na dùm thử là nhân cách, như gọi là cái chính trực của mình. Rồi faith là niềm tin của mình. And crocodile tears. Các bạn để ý nha, crocodile là con cá sấu, tear là giọt nước mắt, và crocodile tears là giọt nước mắt cá sấu, ý là những giọt nước mắt giả dối á. Rồi, tin anh đi, tin anh đi, tin anh đi. Tóm lại là trong năm vừa qua là anh cũng vật lộn với nhiều thứ rồi ha. Có ba nỗi sợ hãi: sợ về nhân cách, sự chính trực, sợ về niềm tin và sợ về những giọt nước mắt cá sấu. Anh nói của nàng nó là như vậy đó. Rồi ok, ở đây mình để ý như mình phát âm thử nha. Nó vẫn là it's, it's. Nhớ được là ít ít nha. Nó là âm yên ngắn, y lạnh lùng. It's, it's. Không mất cười. It's been a loveless year. Loveless year. I'm a man. I am. Nhớ là không có am ha. Mà nó sẽ là âm y ở đây ha. I am. I'm a man of three fears. Fears. Okay. Integrity. Integrity. Da-da-da-da. Integrity. Integrity. Oh, sorry. Integrity, integrity. Ok, rồi faith, niềm tin, đọc với thử nha. Âm này là âm e ha, và có âm đuôi là âm th ở giữa ha. Mình sẽ là faith, faith, faith. Đối với Facebook thì mình sẽ là face, còn âm này âm đuôi đó là âm mình sẽ là faith, faith. Lưỡi dưới hai răng mà đẩy hơi ra nha. Faith. Ok, and crocodile tears. Crocodile. Âm đuôi đó là âm l, đừng đọc là crocodile đó, crocodile ha, nó sẽ là crocodile. Crocodile, crocodile. Tears, tears. Tears đây này là danh từ, có nghĩa là giọt nước mắt. Tiếp nữa mình sẽ gặp một từ tear khác là xé, viết ống y nhưng mà nghĩa khác nhau. Các bạn để ý nhé. Đây sẽ là tears. À, âm này thiếu chữ y rồi. Tears, tears. Ok, rồi, trust tình anh đi, tình anh đi. Trust me darling, trust me darling. Alright, rồi, hát tiếp nha. Go. Trust me, darling. Trust me, darling. Go. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Right, đây ha. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Again. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Yeah, go. Integrity, faith, and crocodile tears. Này, thử ngưng lại để mọi người để ý nha. Integrity, faith. Đọc nối luôn nha. Integrity, faith, and crocodile tears. And crocodile tears. Lại ha. Integrity, faith, and crocodile tears. Tiếp tục ha. Trust me, darling. Trust me, darling. Go, đi nhá. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling. Trust me, darling. Go, đi nhá. Rồi, tiếp tục anh nói, anh bắt đầu anh dằn, bắt đầu là anh nhìn vô mặt nhỏ đó mà anh dằn mặt ha. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, don't wanna fake. Wish I could erase. Da 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 da. Rồi hai mình sẽ hát sau nha. Rồi của anh nói như sao hết. So look me in the eyes. Alright, look là nhìn á. Look me in the eyes là hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi nè. Tell me what you see. Em hãy nhìn vào mắt anh đi. Em nói cho anh nghe em thấy được cái gì. Ok, perfect paradise. Perfect ở đây là gì ta? Nói chung là hoàn hảo. Paradise là thiên đường tuyệt đẹp. Tearing at the seams. Rồi, ở đây có nhiều cái version dịch khác nhau. Nhưng mà thôi thì các bạn sẽ thấy là Việt Nam mình dịch rất là mướt mát luôn. Mà Thủy chỉ muốn, Thủy không khi tìm hiểu trong cái clip á, thì ý ở đây là gì ta? Tearing at the seams. Giống như kiểu là một cái bế tắc ha. Một cái bế tắc và nói chung là nó không thể nào giải quyết được nữa. Ok ha, tearing at the seams. Còn có một số bản version nó dịch như sau á. Tear là giống như kiểu xé toạc á. Và seams là giống như là
giống như cái mối manh mối, cái mối mà hai cái vải mà mình may lại đó bị nó tạc ra. Tức là giống như kiểu ở đây hiểu, nó có thể hiểu theo cách của họ là cái thiên đường vô cùng đẹp đẽ nó bị xé toạc ra, nó không còn được đẹp nữa, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà thôi, Thủy vẫn tôn trọng nguyên bản, đó là những thiên đường đẹp đẽ và gì đó ta, nhưng mà mọi thứ bây giờ đã không thể nào nữa rồi. Ok á, I wish I could escape it. Anh ước ao là anh có thể thoát khỏi cái thiên đường mà gọi là hoàn hảo đó. À, anh không nói là đẹp nha, anh nói là hoàn hảo đó. Anh ước là anh có thể thoát khỏi cái thiên đường hoàn hảo đó. I don't want to fake it. Anh không muốn giả dối, anh không muốn giả tạo thêm một chút nào nữa. Fake ở đây là giả ha. Fake. I don't want to fake it. Anh không muốn giả tạo một chút nào nữa cả. I wish I could erase it. Anh muốn, anh ước gì là anh có thể xóa. Xóa mẹ nó đi. Ok, dạ, anh muốn xóa nó đi. Rồi, ok. Thôi, chờ phân phân thôi nha. Mọi người bỏ qua từ thầy mình nói ha. Để dẫn thôi. Anh ước là anh có thể xóa nó đi. Rồi, được không mọi người? À, thì ở đây á, nôm na lời bài hát là như vậy. Các bạn sẽ cùng coi với Thủy một vài điểm phát âm nha. Đầu tiên á, look. Âm này là âm u ngắn, các bạn sẽ nhớ là look, look, đọc là lúc lúc ha, không có lúc lít gì đây ha, nó sẽ là look, 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 look me in the eyes, in the eyes, ok, tell me, cái này đọc rất hay nha, đọc là tell tell, tell tell á, không có tell ở đây, cũng không có tell ở đây nha, nó là âm t, t, và nó sẽ là tell, tell, có một số bạn, mà nhất là anh chị ở vùng miền miền trong này nè, mà sẽ là tell tell, thì nó giúp Thủy ha, nó là âm t, bật ra và mình sẽ là tell. Nhớ đến chữ lưỡi chữ l nghe, nghe nó khác liền. Nhìn khẩu hình miệng này nha, đọc sai nè. Tell tell, tell tell, đọc đúng ha. Tell, tell. Cái âm đuôi l là âm quyết định cho âm này hay hay không đó. Rồi, what you see. Các bạn để ý ha, nếu như trong clip trước thì hướng dẫn mọi người bài hát Memories và bài The Night thì có nói mọi người về cái đoạn nối âm. Bây giờ mình coi lại ha. What, âm đuôi là âm t và chữ y trong chữ you, thì khi mà âm t và âm y kết hợp nó sẽ là âm ch. Và khi các bạn nghe người ta hát, nó sẽ là tell me what you see, what you see. Không phải là what you see, what you see. Alright. So look me in the eyes, tell me what you see. Ok, rồi. Perfect paradise. Có một số bạn ở Việt Nam mình quen, có thói quen đọc mặt gọi là Việt hóa tiếng Anh. Mọi người đọc là perfect, perfect. Không có perfect vậy đây ha. Nó nhấn âm 1 và nó sẽ là perfect, 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 perfect. Ok, nào là perfect nha. Ok, rồi. Lấy bơ và phét phét lên là perfect hả? No ha. Perfect, perfect. Paradise, paradise là thiên đường á. Da, da, da. Paradise, paradise. Rồi, tearing at the seams ha. Tearing at the seams. Hồi nãy nước mắt á, thì nó sẽ là tear. Còn đối với hành động mà xé toạc á, nó sẽ là tear, tear. Rồi, I wish I could escape it ha. Escape. Nhớ dùm Thủy nha, có một số bạn đọc là escape, escape, rồi chơi mấy cái trò chơi escape, escape, nhưng mà nó là âm, ở đây Thủy viết rất rõ là âm e rồi, nó sẽ là a, a, và nó sẽ là escape, 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 alright, I don't want to fake it. Ở đây có một từ rất hay mà Thủy muốn nói, nó không liên quan đến bài học của mình, nhưng mà Thủy rất là muốn chia sẻ, đó là cái chữ fake trong chữ giả dối. Và có một cái thể học rất hay, đó là từ thầy Thủy là fake it till you make it, có nghĩa là hãy giả cho đến khi bạn làm được. Có nghĩa là khi mà bạn làm một cái điều gì đó, có thể bạn chưa đạt được nó, có thể nó viển vông so với mình, nhưng hãy cứ vờ như là mình đã đạt được nó. À, fake it, giả nó đi, và tự nhiên từ từ dần dần nó sẽ tới. Giống như bạn phải luôn nghĩ là à, tôi là một người rất hạnh phúc. Tất nhiên không phải là nó cũng giống như một dạng tự kỷ ám thị vậy đó, nhưng mà nó mang cái nghĩa tốt hơn, là giống như quy luật hấp dẫn vậy đó. Bạn cứ nghĩ những điều tốt đẹp thì tự nhiên là tốt đẹp đến với mình. Và Thủy hy vọng là các bạn sẽ luôn nghĩ là tôi giỏi tiếng Anh lắm, tôi rất giỏi tiếng Anh. Ừ, ok ha. Fake it till you make it. Alright, rồi tiếp tục nha. I wish I could erase it. Các bạn đọc là erase it cũng được, mà erase it cũng được, tùy bạn chọn anh hay anh Mỹ thôi ha. Erase, nhớ là không đọc là erase hay là gì đó nha, nhấn âm 2 danger. Erase, erase đều được hết mọi người nha. Rồi, cái điểm gì thắc mắc không ta? Hết rồi, nhớ là I wish, I wish. Ok, rồi, cùng hát với Thủy nha. Go. Kiss me darling. Yo. Yeah. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't wanna fake. Wish I could erase it. Ok, các bạn nhớ bỏ một vài từ nha. I wish I could escape, bỏ chữ it. I don't wanna fake, bỏ chữ it luôn.
Wish I could erase. Bỏ chữ I và chữ S đi ha. Rồi, được không mọi người? Đi từng câu với Thủy nha. Go. Kiss me darling, look me in the eyes, tell me what you see. Go ha. So look me in the eyes, so look me in the eyes, tell me what you see. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seam. Perfect paradise, tearing at the seam. Perfect paradise, tearing at the seam. Tiếp tục nhau. Wish I could escape. Wish I could escape. Wish I cũng được ha. Wish I could escape. Wish I could escape. I don't wanna fade. I don't wanna want to, là mình là I don't wanna cũng được ha. I don't wanna fake. Wish I could erase. Wish I could erase. Rồi, những cái lời nó giống nhau ha. Rồi, đi lại lần cuối với Thủy nha. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't want it fake. I wish I could erase. Đừng không mọi người. Ra, tiếp nha. Thật ra cứ mỗi lần làm một bài hát nào đó mà bạn cảm thấy thích á, tự nhiên bạn hưng phấn như tột độ luôn. Tiếp nha. Make your heart believe that I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. Ok, rồi, bài hát này như sau ạ. Nên dịch tiếp nha. Make your heart believe, but I'm a bad liar. Uh-huh. Rất là anh muốn làm cho em, làm cho tim em tin rằng, tức là anh muốn em tin rằng, anh muốn em hiểu mọi một chuyện. Nhưng mà anh là một cái, thôi, đại loại ở trên đó là một cái thiên đường đẹp đẽ đúng không? Nhưng mà làm cho tim em tin là chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà anh là một kẻ nói dối dở ẹt. Anh không thể nào mà có thể giả vờ chúng ta hạnh phúc được. Ok, I'm a bad liar. Anh là một kẻ nói dối rất là tệ. Bad liar, kẻ nói dối rất là dở ẹt. Rồi, nó có một cái sự khác biệt giữa chữ bad, cái giường, và chữ bad là tồi tệ. Mọi người để ý ha, đầu tiên chữ bad, cái giường nó là âm e. Mình sẽ là e, bad, bad. Còn đối với chữ tệ thì nó sẽ là e, a, a. Miệng mình sẽ há hơn chút xíu. Mình sẽ là a, bad, 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 bad. Khác liền ha, một cái là bad, một cái là bad, 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 khác nhau nha. Rồi, ok ha, bad liar, now you know, I'm a bad liar, you're free to go. Ở đây mình đọc những chữ này là chữ your nha, nó là you're free to go, you're free to go, ok. Rồi, và cậu này rất hay ha, em được tự do để đi rồi, có nghĩa là em hãy đi đi, xin hãy rời xa anh đi. Ok, rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng tập hát với Thủy đoạn này nha. Go. Make your heart believe it. Wish I could escape. I don't wanna fade. Wish I could erase. Make your heart believe it. I'm a bad liar. Bad liar. But I'm a cặp nối âm. But I'm a bad liar, bad liar. Tiếp nha. Now you know, I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. Now you know, you're free to go. Now you know, you're free. Go. Rồi ha. Go, không phải là go go. Go. Ok. Rồi, được không mọi người? Đoạn này khá là dễ ha. Ok. Rồi các bạn đã cùng Thủy học xong cái bài hát này rồi. Và
Còn một cái lời nữa, nhưng mà Thủy tạm xin phép để nhường cho các bạn có một cơ hội khác, các bạn tự luyện tập nha. Mình sẽ quen cái giai điệu là được rồi, còn đoạn sau thì các bạn tự tập tự dịch ha. Bởi vì thứ nhất là nó cũng hơi khá là dài, và cái thứ hai là thì để các bạn có cơ hội tự luyện tập. Còn bây giờ, trước khi đến phần đặc biệt của cái phần bài hát ngày hôm nay, thì Thủy muốn cùng với các bạn hát lại bài hát này một lần nữa nhé. Các bạn đừng đi đâu hết nha, hãy chờ đến cuối, bởi vì ở cuối các sẽ có một phần quà vô cùng đặc biệt dành cho các bạn á nha. Go, sẵn sàng chưa? Cùng hát Thủy nha. Go. Ooh, hush, my dear, it's been a difficult year, and tears don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. Go. It's been a loveless year, I'm a man of three fears, integrity, crocodile tears. Trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. Wish I could escape, I don't wanna fake. Wish I could erase, make your heart believe that I'm a bad liar, bad liar. Then you know, now you know, I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. Okay, vậy mình đã hoàn thành xong bài hát của ngày hôm nay, bài Bad Liars. Còn bây giờ là đến phần vô cùng hay ho mà Thủy muốn gì các bạn. Thủy vừa hoàn thành xong một cái khóa học khá là hay tên là Kids Daily Talk. Có nghĩa là những cái chủ đề nó sẽ xoay quanh hơn 40 chủ đề giao tiếp hàng ngày. Mỗi chủ đề thì nó sẽ là gồm có khoảng 10, hơn 10 những từ vựng thông dụng liên quan chủ đề đó, và hơn 10 câu, những câu ví dụ về những chủ đề thông dụng hàng ngày mình hay xài. Các bạn đã từng coi một vài clip trong cái loạt mà series tên là chủ đề rồi đúng không? Các bạn sẽ thấy có những câu nói rất là khó đỡ và không biết nói tiếng Anh thế nào những câu đó. Thì đây Thủy sẽ đưa cho các bạn những cái ví dụ, những câu nói mà thường ngày các bạn có thể hay xài, hay đụng tới để các bạn có thể thực hành và sử dụng. Và đây là vì là lần đầu tiên Thủy tung ra khóa học này và cũng là trợ giá cho các bạn, cho nên các bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá vô cùng cực kỳ hot luôn. Các bạn đừng ngần ngại, hãy bấm ngay vào đường link phía dưới và để tìm hiểu tham khảo thông tin về khóa học này nha. Đây là một cơ hội mà giảm giá chỉ có trong cái tháng này thôi, các bạn nhanh tay đăng ký nhé, nhanh tay kẻo lỡ nha. Đảm bảo là nếu mà qua cái tháng sau chắc chắn là cái giá như thế này sẽ không còn nữa đâu, ưu đãi khóa học sẽ không còn nữa đâu, cho nên hãy nhanh tay đăng ký ngay bây giờ để nhận được mức giá ưu đãi có thể nhé. Ok, nói thiệt lần này thôi, lần sau sẽ không có mức giá ưu đãi thấp như vậy nữa đâu. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn và hẹn mọi người vào bữa hôm sau nhé. Chúng ta lại cùng hát với nhau, cùng học hát với nhau, và chúng ta hãy cùng đi với nhau qua những bài hát mới, học từ những điều mới và cùng trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất nhé. Cảm ơn các bạn, và bây giờ nhanh tay đăng ký trên đường phía dưới nha. Cảm ơn các bạn, bye.